cái mối làm đá hết phòng bỏ cho tôi chân rồi sẽ diễn ba cho từ thì khác cần theo đem mà. Chỗ này là cái chỗ mà thì mình vô phía trong mình coi cả nhà, ở trong đó thì ở trong đó cái hình nó làm bằng muối xong luôn á, thì vô mình xem nha. Ở đây là 12 con dắt thôi cả nhà, chơi chưa thì chưa được ha. Nó có sữa xin cho nó có 12 con dắt nha, làm vòng vòng đây nè, có niệu này, có thỏ này, có chúng tôi sẽ dặn đây thì cái 12 con giáp nha. Ở đây thì có nước hết rồi cả nhà. Tôi chơi lì dù xẻ, tôi chơi lì diễn ra cho từ mỗi tôi huy xẻ xuôi lại. Ở đây là có dứt lại cho mình hết luôn ha, tôi chơi lì rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Màu mình chi năng đi quay na đen. Ở trên đó có hen sữa đây, hình theo len ba chứ cơ còn nữ dân vũ tiền chiều rồi tôi vô này khăn dễ nuôi dụ dụ cơ teo xa lại rồi. Đi qua bên kia, vừa xin ra bên cái nhà, vừa xin ra bên xong với ta cha. Hôm nay cũng vậy luôn, còn là muối làm ra hết chứ bên giữa sư gian ở trên chứ bên giữa sư diễn cho tôi hình theo len mà. Khách, tôi sư diễn ba cho tôi hình theo len ba. Cái này là cái chữ Hải Quan Cha Dỗ, ở này là cái chữ mà Đài Loan cố lên thì cả nhà. Rất là đẹp luôn. Chén bún tôi sư diễn tôi. Bún nó ngon bạc, nó phải thì ngon bạc. Không có được gần cái gì ơi, mình không gần. Hôm nay chúng đẹp tuyệt vời luôn cả nhà ơi, rất là khéo tay luôn. Người ta cắt rất là đẹp luôn, cái này cắt rất cực lắm nè, tại vì muối ta làm khô rồi người ta cắt nó rất là cực. Ừ，之前台湾最早期的时候也是晒出来以后用火车再去提送地，对，哎，对。 因为我叫网红的网红啊，对，拿你叫YouTube的，我就是我分享的时候，我们台湾的给越南知道啊，哦，你是越南的，对，我是，所以我不懂的意思，我是问你们，哦，你来台湾很多久？我嫁过来的，哦，嫁过来的，对，哦，已经嫁来台湾了，我嫁十几年，YouTube是什么？ YouTube 好啊，那个你按妙显看过出来，啊，妙显莫名其妙的妙，妙，莫名其妙的妙，妙，妙，妙，妙，妙，是不是？后来那个安贤的贤，那个男生的那个名字，妙显，哦，显，范范慧，范慧，这个吗？但是这个是我。 这个，对对对，也帮我订阅，帮我订阅，谢谢你啊，谢谢，谢谢，你有越南朋友，对啊，谢谢，谢谢，你有越南朋友，对对对，对我，因为我拍那个我们台湾的风景，哦，来给你越南那边看的，越南也有，台湾也有，是哪个国家看的，有订我的也都可以看，哦哦，谢谢，谢谢。 所以很少人，嗯，这里面比较贵，对，谢谢啊，拜拜，拜拜。这里面是冷的。
mình lại một cái muối trong cái nhà. Đang có cái gì để tập. Bỏ muối luôn nha. Cái này là tôi làm năm rồi nè, cái nhận. Ơ liễn là chi chi nện tự. Cái này là tôi làm năm rồi nè. Ở bên đây nè. Ở bên đây thì ở trên trong đây là có muối các bạn, muối màu hồng á, muối cơ cái ở trên liền men sư chỉ sơ sư diễn ba tự. Cái bàn ăn á, cái bàn ăn là cái này là ở trong đó là có muối, cái muối màu hồng của nhà sư diễn cho tự. Ở bên đây nè, các bạn nhìn thấy cái ghế nè, rồi cái bắp cải, cơ bãi chai, như sư diễn cho tờ hò. Ôi, quay quay. Hello. Nói cho hello đây, hello đây, hello. Xin chào cả nhà đi. Xin chào cả nhà. Ở đây thì có bán kem cả nhà, cho chị Lì dùng may nó công viên chị Lì nó cơ kem muối á, kem mà ta có bỏ muối thật chưa, kem muối ta cơ diễn ba với chị Lì. Kem mà kem muối mình ăn nó mặn mặn, nó ngọt ngọt, cho chị Lì cô diễn là kem muối cả nhà. Lại muối muối là phải có kem muối ha. Đó là sang đi. Này cả nhà của mà chưa kênh ba sư dạng hả? Để hiện ăn thử cả nhà của sư Thanh Thanh gồm mấy sư cô tắm chưa đồng khói là 20 đồng. Xe xe đi. Ở đây thì có cái ghế ngồi cho mình ngồi nha. Cái cơ đây.
thơm mùi sữa. Thì cơ hình xem miếu này ạ. Miếu này hình xem khơi sư pha xén xén tờ, thén thén tờ. Nó ngọt ngọt và nó mặn mặn cả nhà rồi nó thơm sữa bò anh. Ý kênh ba sử dụng hay bú phèn gì vậy hả? Thì tôi xoăn bú phèn gì này nó không rẻ cả nhà. Một cây gì 80 đồng tiền Đài Loan. Tính ra mấy chục ngàn tiền Việt Nam này. Tính ra 5-60 ngàn tiền Việt Nam mình á. Nhưng mà nó cũng mặn thơ bẻ thật. Bú xoăn xưa. Sau mấy dù thay dạng sẽ để dù đỉnh hoành à. Giờ hiện đi qua bên kia có cái trao sải mèo à. Trao sải mèo của Sina bên Khanh Khanh cả nhà ơi. Nhưng mà phía sau bây giờ trò chơi nhiều hoạt động rồi, không có người.